chào các bạn. Trong thời tiết khí hậu lạnh vừa về, Hà Nội Lab đây tiếp tục may khui thùng. May là cái con leo này là XPS 9370 Core i7 855 combo RAM 16GB ổ SD 512. Đấy, phiên bản này phiên bản 16GB, màu rose gold là màu ốp lưng, màu trắng bên trong, carbon trắng. Chống bám vân. Con này hàng nguyên niêm phong, nhập trực tiếp từ Dell USA. Đây, thùng của nó đây. Giới thiệu cách qua cái đóng gói của thùng. Cái hàng này, nó hàng đây. Để chữ CTO và chữ US này. CTO là customized order. Là hàng đặt hàng trực tiếp. Tức là từng khách hàng riêng biệt một đấy. Đặt hàng trực tiếp từ Dell USA. US này thị trường Mỹ này. Số số vi tác của con này là F5GCXI2. Con này tra được ra cái ngày xuất xưởng và ngày bảo hành bên Mỹ. Đấy. Cái con này thì đây cái shipping đấy. Shipping slip. Cái này là thường thường nếu mà ship một con thì nó đóng gói một con, thì ship 5 con thì nó chỉ đóng gói chung một con số 1. Con này là ship riêng cho một chiếc thì nó làm cho một cái packing list riêng. Còn 5 con thì nó cũng làm một cái packing list, nhưng mà nó ở con số 1 thôi. Còn những con sau là không có packing. Thì con packing số 1 thì nó để 5 chiếc ở trong con số 1. Con này là một chiếc nó để đây. Cái này thì mình sẽ để nguyên bản cho khách hàng tự kiểm tra nhé. Mình không khui cái này ra. Để nguyên si này gửi cho khách hàng. Khách hàng này là chuyển khoản 50% ở Hạ Long Quảng Ninh. Khách hàng lăn tăn chuyển khoản trước nọ kia. Ok, chuyển khoản 50% thì mình sẽ đăng ký với cả bên Viettel thì họ sẽ thu tiền sau. Hoặc là nó nhận được tiền thì chuyển khoản lốt. Hàng là nguyên niêm phong này. Quay cho khách hàng biết. Niêm phong nó chỉ như này thôi. Đấy, bên dưới của XPS thì nó có thêm một cái băng dính nữa. Các dòng khác thì nó ở dưới mặt sau nó không có cái băng dính đâu. Khách hàng lăn tăn. Đây, bên này mình sẽ để nguyên si tất cả các tem mác đầy đủ, không bóc đi một cái gì cả, gửi cho khách hàng. Giá trên website của mình hiện tại bây giờ là 34.500.000. Cái con này được có một khách trong cũng lâu rồi, cái một lô trước có khách hàng trong miền Nam luôn, ship hàng nguyên niêm phong, mình cũng gửi hàng nguyên niêm phong cho khách hàng. Đồ khuyến mại của cái dòng này, cái dòng 7390 thì nó không có cái cáp này. 9370, 9380 thì nó có khuyến mại thêm một cái cáp. Này là từ Thunderbolt USB. Tất cả có màu trắng hết. Dây sạc màu trắng này. Đây, sạc tai C đây. Sạc tai C này cũng giống như MacBook. Nếu mà mình không mang sạc đi thì phải mượn sạc tai C này sạc. Có sạc, nó có hai cổng sạc, sạc qua đây, cắm ở bất kỳ cổng nào cũng được. Ngoài ra còn có một cái này nữa này, này cũng tiện. Đây là cái đồ chuyển đổi, cái đầu sạc chuyển đổi du lịch cắm trực tiếp trên cái ổ cắm, thì không cần mang cái dây đi nữa. Alo, rồi, ok.
không xuống bên dưới vào. Cái đầu này đây, cái đầu này, cái đầu này là cắm chỉ cần mang cái này thôi là đủ. Đấy, cái đầu chuyển này cũng rất là tiện. Đấy, linh kiện của nó có 4 thứ này. Đây cái cục của nó. Warranty. Mình sẽ bóc cẩn thận và đóng gói lại y xì như ban đầu lúc gửi cho khách hàng, bóc ra là tem gửi y xì làm ban đầu đồ khuyến mại để dựng bên ngoài. Một cái khe cắm thẻ mini SD này. Tai nghe này. Này không khuyến mại tai nghe ngoài, nhiều người bán mua laptop hỏi khuyến mại tai nghe ngoài không có nhé, cả tai nghe này mình cắm thêm hết. Còn này ba cổng Thunderbolt, hai cổng bên này một cổng bên kia, chất liệu vỏ carbon này sờ sần đấy, màu trắng đâu xưa. Con này không cảm ứng, camera đưa xuống phía dưới đấy, mở tối đa như là được như này thôi. Dòng XPS này vỏ nhôm thì dùng nâng niu cẩn thận một chút, chúng ta đập khách hàng hay bị móp ở hai góc này, góc này kênh nhân, nhưng va đập ở chỗ cái móp này rất nguy hiểm, nó sẽ bị móp thì móp này không cậy lại, nó không làm như ban đầu được, cả cái màn hình nó làm một cụm luôn, không tách không bửa, không sửa sửa được cái gì hết. Đấy, số sơ vi tác của này. Đây, 5FVQXY2. Nhỏ tí đấy. Đấy, trùng số với thùng ấy. Trong bãi ốt này. Đấy, cái này bật không lên này. Bật không lên, sạc còn bật không lên. Bật không lên, máy mới nhé, bật không lên. Sạc để nguyên dây sạc đi, xung sạc để nguyên tự bóc. Và cái sạc này của nó có cái tấm lớp ni lông thì đừng bóc ra, bóc ra nó sạc lớp ni lông.
này nó có lớp lớp bi-ông trắng này, giữ nguyên để đỡ chống sức, nó chống xước. Hoạt điện lần ban đầu rất là bé. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. A little sign in here, a touch of Wi-Fi there, and we'll have your PC ready for all you plan to do. Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys at the same time to turn on Narrator. Okay, enough intro. Let's dig in. Your region is set to the United States. Your keyboard is set. Do you also type? Now let's get you connected to. Just so you know, connect. Next up, the legal. Type what you want to name your account. Oh. Windows can. Hey, look. These are the settings Microsoft recommends. Go ahead and review them and select accept when you're ready.
Your device manufacturer would like your contact info to send you updates, Minsa. Almost done now. We just need to get a few more things polished up for you, and Windows will be all yours. Looking forward to helping out. Ổ 512 mình sẽ để C tầm khoảng 120 ly. Thế là xong hết một cái, nhưng mà mình vào mạng thì là nó cho sử dụng 90 ngày, 30 ngày miễn phí thôi. Nữa. Đây là driver của nó, nhận được hết. Chuẩn. Phải có Office 10 cho nó ổn định. Chạy một thời gian, nếu mà nó hỏi lại khi thì chạy lại Firecrack là ok. Cuối luôn. Cái này cái spot này của nó thì mình check được
bấm vào đây mình check được cấu hình của nó luôn. Luôn cái Office 365 này. Không, cái dòng 2.1 thì bao giờ nó cũng thiết kế tối giản, còn cái dòng này nó thiết kế đầy đủ phiên bản kiểu kia nó lai lai rồi. Dòng 2.1 thì chạy nó không thể khỏe được như cái dòng này. Còn này có camera 3D hay nhận dạng khuôn mặt thay vân tay, nó sử dụng cái tính năng hello đâu, cũng là bỏ mặt cài ra trước em vừa cài dương nó mở máy là phải nghe răng ra lúc mình cài nhá, nó nhận diện đúng như vậy. Camera hình ngoại. Vâng. Thế nên bà vợ là có hắt thì cũng hắt được, có phải cười mới mở được cơ. Không phải cứ ngủ là bê vào mặt. Nó tại vì cái điểm, những cái điểm mà tính là cái góc độ. Nhiều người xem hình ảnh những cái con này bảo là ngoài đẹp hơn ở trong ảnh. Đấy, tại vì là ánh sáng quay video thì không thể nào mà chuẩn như là bên ngoài nữa. Nhiều người xem họ bảo thế, màu đồng với màu trắng chuẩn hơn, xem bên ngoài chuẩn hơn, còn chuẩn hơn trong video.
khác, xong rồi vào mạng tài khoản này. Cái bộ phông này.